À, chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Thì mình có quay một video về cái bộ này rồi, nhưng mà bữa nay mình trang bị thêm tấm pin nữa anh em. Cái video trước đó là mình làm biến lấy ra, cho nên mình lấy có 7 tấm pin nè. Thành ra cái vôn nó hơi thấp. Với lại kết hợp với trời không nắng nữa, cho nên là cái điện ra nó hơi thấp. Nó có 210V hả, 209V nè. Bây giờ thì mình rảnh hơn nữa, mình lấy thêm một video, một cái tấm pin nè. Anh em thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tấm pin. Thì 8 tấm pin này là mình có đo hết rồi. Cái áp trong mạch của nó là khoảng 42,5 42,5V một tấm ha. Và mình mắc nối tiếp thì 42,5V thì các anh em nhân lên thì nó tầm khoảng bao nhiêu đây. Bây giờ mình lấy đồng hồ mình đo cho các anh em xem nè. Mình đo luôn cho các em xem cái bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mà mình đo cái vôn cho mấy anh em xem ha. Mình nhắc lại, cái đây là cái pin 200W, thường thường thì tấm 200W mà anh em biết rồi đó. Cái vôn nó khoảng chừng mười mấy 20V thôi, hoặc là 22V. Nhưng mà cái pin 200W của mình hiện tại là pin áp cao nha. Pin áp cao mình lấy pin này để phục vụ cho cái hệ chạy trực tiếp này. Đó, hoặc là mấy anh em mà chạy con MBPT á. Đó, cho nên mình mới dùng tấm pin này ha. Và anh em mua tấm pin này là cái vôn nó ngang ngửa với lại cái tấm pin của 450W luôn nha. Đấy, cái vôn nó ngang ngửa thôi chứ cái ampe nó bằng nữa nha các bạn. Và bây giờ mình tiến hành mình đo, giờ mình ngắt rồi CB nè, có nghĩa là đang hở mạch mấy anh em. Thì mình sẽ đo ha, 8 tấm pin nè, 8 tấm pin rồi nó lên 326V anh em. Thì mình nói với anh em ở những video trước rồi đó, cái con biến tần độc lập có bù lưới, à con biến tần chạy trực tiếp có bù lưới này á, là nó khoảng từ 300V trở lên tới 420V là nó chạy tẹt ga luôn nha, chạy ok ha, chạy đúng với lại cái năng suất của nó và cái dòng chịu tải của nó ha. Anh em có khoảng chừng 7 8 tấm pin 450W là mấy anh em nhân lại là nó cũng 3 ký mấy anh em gắn vô. Mình thấy là tốt nhất là 8 8 tấm ha, 8 tấm hoặc là 9 tấm, chứ 7 tấm thì như video trước anh em thấy nó hơi yếu ha. Đó thì bây giờ là 326V anh em thấy nè, 326V. Đó thì bây giờ mình sẽ bật CB lên cho các anh em xem nha. Bật CB lên nè. Đấy. Khởi động này, đồng hồ khởi động anh em. Đồng hồ này có đèn nha, nhưng mà ban ngày chúng ta không thấy đèn. Thì anh em thấy không, nó lên 225V đúng luôn nè. Đúng đúng với lại cái vôn mà 205V thì ra dây này á, thì còn 220 là đúng rồi mấy anh em. Đó thấy không? Vậy là chạy 8 tấm là cực kỳ phù hợp ha. Anh em mà muốn mạnh mẽ hơn nữa, trừ hao những cái lúc mà trời mát á, thì chúng ta có thể lắp 9 tấm ha, 9 tấm thì nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Và bây giờ mình tiến hành mình gắn các phụ tải cho các anh em xem nè. Thì mấy anh em muốn thấy á, ngoài trời bây giờ là không có nắng nha, không có nắng ha. Đó, mình có thể quay nè. Bây giờ là 5 giờ chiều nha, 5 giờ chiều nha anh em. Không có cái đồng hồ đây ha, đưa cái đồng hồ ra cho ta xem. Đó, bây giờ là 5 giờ chiều và nắng là không còn miếng nào luôn, nhưng mà cái vôn nó vẫn đủ nha anh em. Cái không có nắng thì ampe nó xuống, nhưng mà cái vôn nó vẫn ok, cho nên cái inverter của mình á, inverter của mình chạy ok nha. Đó, và mình nhắc lại về inverter này á, là nó có cái cổng bù lưới nè anh em. Anh em có thể dùng một cái sợi dây dây nguồn để cắp cái lưới điện vô đây ha, lưới điện vô đây để nó bù cho những cái lúc mà pin không có đủ tải cho cái tải của mình ha. Pin không đủ tải thì nó sẽ bổ sung lưới vô đây nha, bổ sung thêm vô ha. Còn cái quạt này nhỏ này ở đây á, là khi nào inverter chúng ta nóng lên á thì cái quạt mới quay, chứ bình thường bây giờ nó không có quay anh em, tại nãy giờ chưa có xài đâu nóng. Bây giờ chúng ta sẽ gắm vô nè, gắm một cái quạt nè. Trời không có nắng nha anh em, trời không có nắng nha. Gắm hai cái quạt này, gắm hai quạt vô ha. Trời là không có nắng luôn á, 5 giờ chiều rồi. Và anh em thấy là 8 tấm pin này mỗi tấm 200W thì nó là 1,6 ký, 1,6 ký, nhưng mà trời không nắng nha. Còn trời nắng là hiển nhiên là chạy tẹt ga luôn nha, trời nắng là ok đó, trời nắng là chạy là khỏi khỏi chê. Còn ở đây là mình đang test cái trời mà ông trời mặt trời lặn mất tiêu rồi anh em, mặt trời lặn mất tiêu rồi, ta thấy nó chạy như thế nào nè. Bắt cái quạt thứ nhất lên, cái mũi này ra rồi, quạt thứ nhất nè. Ai gỡ cái này đâu rồi? Chị không thèm nha. Ngưng rồi đi. Rồi quạt thứ hai nè. Rồi hết nắng rồi. Hết nắng. Đó, trời không còn một chút nắng luôn, em thấy môi trường nè, 5 giờ mấy rồi. Trời không còn chút nắng luôn. Quạt vẫn ok nha anh em. Nè. Quạt vẫn quay ok nè. Thấy không? Đấy.
với 1.600 watt pin này mình có thể gửi anh em qua bưu điện được ha. Và thường thường mình nói là bưu điện nó giao là 10.000 ký, nhưng mà mình thấy khi mà chúng ta gửi cái số lượng nặng thì không phải 10.000 ký anh em, còn có 6-7.000 ký thôi. Đó, mình gửi một món hàng 30 ký thì người ta lấy khoảng chừng 200.000 thôi đấy, còn mình gửi món hàng 5 ký thì người ta lấy 50.000, có nghĩa là càng nặng thì cái tiền gửi nó càng càng ít lại mọi người. Cho nên là mình nghĩ 8 tấm này anh em có thể mua rồi mình đóng ha, mình đóng mỗi một kiện á, mỗi một kiện là 2 tấm đó, đóng thành 4 kiện gửi cho anh em, rồi gửi cục này luôn là anh em có được một cái hệ. Cái hệ này nhưng mà mình đã tính tiền rồi đó là 12 triệu pin, và cái này nữa là 13.900.000 nha, 13.900.000 anh em có một cái hệ chạy tẹt ga luôn nha. Thì anh em thấy nè, mỗi khi mà mặt trời mà nó xuống quá đó, ví dụ như ta dặn luôn lên cái này lên nè, thì con inverter của chúng ta nó không đủ điện để chạy, giờ tới thui rồi không đủ điện để chạy, nó sẽ ngắt nha anh em, nó sẽ ngắt, thấy không? Quay vô cái đồng hồ nè, đó nó sẽ ngắt, nó không chạy nữa. Và khi chúng ta khi mà đủ điện trở lại thì tự động nó sẽ lên đó, đủ điện trở lại thấy không? Đủ điện trở lại thì nó lên, không sao cả nha anh em, không bị hư hao gì hết ha. Đó, hết điện thì nó sẽ ngắt, còn có điện trở lại thì nó lên. Đây là tại vì mình chưa có bù lưới nha anh em. Còn chúng ta thêm cái cổng bù lưới này vô nè, thêm cổng bù lưới này nè, cổng đây nè. À, thêm bù lưới vô thì nó sẽ không có, thêm bù lưới vô thì nó sẽ không ngắt nha, mà nó lấy lưới nó sẽ bù đắp vô cái phần điện thiếu nha anh em, thấy không? Do ta không bù lưới cho nên là nó ngắt thôi, chứ còn mà nếu bù lưới vô thì nó sẽ chạy. Và anh em lấy 8 tấm này mình sẽ đóng thành 4 kiện nha anh em, 4 kiện hoặc là 2 kiện, 3 kiện, 3 kiện hoặc là 4 kiện nha. Ta sẽ đóng như thế này nè anh em, đóng như thế này nè, này là mình sắp gửi cho mấy ông anh nè, thấy không? Hai tấm pin sẽ được đóng như thế này nè, lót xốp mốt rất là nhiều luôn ha. Đó thì ở đây nè, hai kiện nè đó, và vậy rồi gửi tới anh em thôi đấy ha. Anh em có thích cái hệ kiểu này thì gửi ha, còn trước giờ mình không gửi, lý do tấm pin lớn này nè, nó lớn quá mọi người, tấm pin này là gửi đi là nó rất là khó khăn cho vận chuyển này kia ha. Thì nhân đây mình cảm ơn trưa giờ là ra cái video hồi sáng á, tới bây giờ là 4-5 tiếng đồng hồ rồi, thì mình đã được hai người ha, hai người hỏi thăm, một người lấy cái inverter chạy trực tiếp đó, và hai anh kia là đang hỏi thăm lấy nguyên bộ luôn em. Hai anh là muốn lấy nguyên bộ, còn ông chú ở Hải Phòng thì đang lấy con inverter đó thôi ha. Nói chung là mấy anh em lấy thời điểm này, mấy anh em lấy inverter, lấy pin, cái gì mình cũng có cung cấp cho anh em một nốt nhạc luôn nha. Đó thì hai anh muốn lấy nguyên bộ thì mình sẽ gửi nguyên bộ ha, để mình hỏi lại coi anh, nếu ở nhà gần đây thì mình sẽ gửi bằng xe đò, xe hàng luôn ha, gửi bằng xe hàng tới luôn. Còn anh em ở xa thì mình sẽ như vậy ha, đóng như vậy rồi gửi nha. Đó mình nói kỹ cho anh em biết là cái bộ đó như vậy ha, bộ đó chạy thì cực kỳ tiện lợi mọi người. Này ta thấy buổi chiều nè, buổi chiều nè không có một miếng nắng luôn nha, không có miếng nắng, quạt chúng ta vẫn ok nè, không có miếng nắng, quạt vẫn ok nè, thấy không, vẫn quay bình thường đấy. Còn trưa nắng anh em tưởng tượng là trưa nắng thì anh em xài Vivo cái gì xài cũng được hết. Và anh em đừng có sợ đang nắng á, rồi cái mưa cái á, là cái thiết bị điện của chúng ta nó sẽ không đủ điện, rồi nó làm hư thiết bị. Tại vì nó có cổng bù lưới anh em, có cổng bù lưới. Đó, ví dụ như đang nắng mà mưa cái thì nó sẽ bù điện lưới vô đó. À, chứ không có phải, không có gây hư các cái thiết bị dùng điện nha anh em. Đó, cổng bù lưới á. Lấy nét lại. Đấy. Đó, inverter này nó mắc hơn và nó hay hơn những inverter khác ở chỗ là nó có cổng bù lưới và có cái đồng hồ ha, cái đồng hồ đó hết 200.000 rồi mọi người, có cái đồng hồ hiển thị đầy đủ hết nha. Cái đồng hồ này chắc anh em nào mà xài điện mặt trời cũng biết nè, cái này là vôn ra nè, bây giờ vôn nó xuống rất là thấp, lý do là tại vì không còn miếng nắng luôn đó. Cái này là cái watt của quạt đang xài nè, cái dòng mà cung cấp cho quạt nè, cái coffee nè, rồi cái tần số dòng điện nè. Thì cái inverter này là nó ra xin chuẩn nha mọi người, ra xin chuẩn ha, cái quạt quay là im rưỡi luôn á, không bao giờ có tiếng động nha. Này là ra xin chuẩn nha anh em. Đó, chứ không ai mà bán một cái con inverter chất lượng vậy mà bán cho chúng ta xin vuông đâu nha anh em. Đó, xin chuẩn ha. Và chúng ta gắn 3 cái máy pin, 3 cái rưỡi pin, từ 3 cái 3 cái rưỡi pin ok nha. Đó nó chạy liên tục là 2 cái 4 ok luôn. Đó thì anh em nào mà mua hàng thì liên hệ mình ha. Mua hàng thì liên hệ mình sẽ gửi cho anh em nha. Gửi có pin hoặc là cái con inverter này không, hoặc là con inverter này không có pin ha, tùy anh em muốn mua gì bán cái đó nha anh em. Thôi tới đây mình cũng kết thúc video ha. Hẹn gặp mấy anh em ở những cái video lần sau ha. Anh em muốn mua pin này 1-2 tấm để làm độc lọc chơi thì mình sẽ cung cấp cho anh em cũng được ha. Rồi mua cái con biến tần này chạy mình cũng cung cấp được ha. Anh em muốn gì đó nhắn qua Zalo nha mọi người. Nhớ liên hệ mình qua Zalo nha. Thôi mình chào anh em nha.
Rồi, tắt đi.